ngoài cái tệp ra thì cái phần bài viết quảng cáo là một cái rất rất, rất quan trọng. Thì Thanh sẽ cho bạn sẵn cái mẫu có sẵn luôn, nó hiệu quả, nó ra số. Nhóm quảng cáo quan trọng nhất vẫn là cái target. Chào mừng các bạn đến với series clip quảng cáo Facebook cho một hãng xe bất kỳ ngành ô tô ha các bạn. Mình là Thanh, là sáng lập của Học viện Fulfill, và đồng thời mình cũng đang là giảng viên thỉnh giảng cho Đại học Hoa Sen, bộ môn Digital Marketing. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một hãng xe, hai hãng xe chứ nhầm, đó là Kia và Mazda. Thì các bạn có muốn biết là cái quy trình lên chiến dịch quảng cáo từ đầu tới cuối nó như thế nào không? Nếu như các bạn muốn thì các bạn hãy xem hết clip này nhé. Và nếu mà thấy thích video thì hãy bấm nút like. Nếu thấy chỗ nào còn thắc mắc chưa hiểu thì các bạn hãy bình luận bên dưới video này nha. Và đừng quên bấm nút đăng ký, bấm nút cái chuông bên kế nút đăng ký để tất cả những cái video mới nhất của Học viện Fulfill bạn sẽ không bỏ lỡ nha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nè. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu hai hãng xe. Thành sẽ lấy một ví dụ về một cái hãng thôi, tại vì cái quy trình nó sẽ tương đương nhau. Và Kia với Mazda thì như các bạn biết là hai hãng xe này gần như là cùng một bên, cùng một chủ sở hữu đúng không? Và nó luôn luôn đầu bên trái là Kia, đầu bên phải là Mazda. Thì mình sẽ làm luôn một lần cho nó đỡ ha các bạn. Rồi, các bạn hãy vào cho Thanh facebook.com xuyệt facebook nè, .com nè, xuyệt nè, BE nè, B phở ha các bạn, B phở E. Thì nó sẽ ra cái trình này. Cái trình này người ta gọi là trình quản lý quảng cáo ha các bạn. Nó rất là đơn giản. Nó sẽ bao gồm có 3 tab quan trọng mà cần chú ý, đó là tab chiến dịch nè, tab nhóm quảng cáo nè, tab quảng cáo nè ha. Thì mình sẽ bật tạo một chiến dịch ở cái mục mà tab chiến dịch nha các bạn. Các bạn sẽ bấm nút tạo, nút màu xanh này các bạn. Rồi, ok. Tới đây bạn sẽ ra giao diện như thế này. Thì bạn sẽ chọn vô phần tin nhắn. Một số trường hợp mà bạn không ra cái giao diện này thì bạn sẽ ra hai giao diện khác như sau. Giao diện đầu tiên là ở đây nó sẽ có một cái phần là trình tạo chiến dịch nhanh gì đấy, nó sẽ có một cái nút cho bạn ở đây. Hoặc là ở bên này nó là tạo chiến dịch từ đầu đó. Thì bạn đừng có bấm qua cái chỗ tạo nhanh đó, bạn cứ bấm như bình thường thì bạn sẽ follow và đi đúng được cái quy trình giống như của Thanh như vậy. Còn một số trường hợp nữa thì bạn sẽ không giống cái hồi nãy Thanh mới nói, cũng không giống cái hiện tại luôn, nhưng mà nó sẽ là một cái giao diện mới. Giao diện này là cái cập nhật mới nhất của Facebook, bao gồm bên phải nó sẽ là một cái tấm hình gì đấy, bên trái là liệt kê tất cả những cái mục tiêu, những cái nhóm mục tiêu chiến dịch đó. Thì những khi mà bạn gặp như vậy thì bạn hãy cứ bấm vào, bạn chọn, nó không có một tin nhắn cho bạn đâu, bạn bấm nút tìm kiếm khách hàng tiềm năng ha, và bạn cũng follow theo cái quy trình lên chiến dịch giống như hiện tại của Thanh luôn. Còn trường hợp mà bạn theo cái quy trình làm mà bạn vẫn không theo kịp, hoặc là có nhiều chỗ bạn thắc mắc, thì bạn hãy bình luận bên dưới: anh Thanh ơi, anh cập nhật giùm, anh cập nhật giúp em cái clip về cho giao diện mới đi anh. Đó, cập nhật cái clip cho giao diện mới đi anh. Đó, thì nếu mà nhiều người có cùng cái thắc mắc, cùng cái yêu cầu như vậy thì Thanh sẽ làm một cái clip nữa về cái quy trình cho cái giao diện mới nhất nha các bạn. Đó, nhưng mà nó cũng không khó lắm đâu, các bạn yên tâm. Rồi, mình bấm vô nút tin nhắn nè, rồi chọn nút tiếp tục nha. Rồi, chờ xíu, ok. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt chiến dịch, xong rồi tới nhóm quảng cáo nè, xong rồi tới quảng cáo ha các bạn. Rồi, mình bấm vô chiến dịch nha. Đó, bạn sẽ đặt tên. Thì chạy Kia Mazda quy trình giống nhau, chỉ khác nhau ở cái phần content thôi, tức là cái phần mà thông điệp thôi, hình ảnh với video thôi, hình ảnh với lại nội dung thôi. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái thằng Kia Seltos làm ví dụ nha. Bạn Mazda mà sẽ làm tương tự nha. Rồi, ok. Rồi, kéo xuống, mình chọn cho Thanh cái phần tối ưu hóa ngân sách theo chiến dịch. Chọn ngân sách trọn đời. Bây giờ một ngày bạn chi bao nhiêu? Một ngày bạn giả sử bạn chi 100.000 đi, bạn chạy 10 ngày bạn để cho Thanh 1 triệu. Được chưa? 1 triệu. Rồi, xong phần chiến dịch đó các bạn, đơn giản không? Mình qua phần nhóm quảng cáo. Nhóm quảng cáo bạn đặt tên cho nó là Target Seltos. Cái này đặt sao cũng được nhé, nhưng mà đặt giống Thanh như vậy cho nó dễ nhớ. Rồi, kéo xuống. Lịch chạy. Hồi nãy mình có nói là để 10 ngày. Thì bạn để đúng là 10 ngày cho Thanh. Từ ngày 4 tháng 11 nó sẽ kết thúc, nó sẽ tới cộng 10 ngày nữa. Đây là đang là 12 nè. Bạn lùi qua trái một xíu cho nó đúng tháng ha. Từ ngày 4 tới ngày 10 là 7 ngày, 8, 9, 10, tức là tới ngày 13. Rồi, 4 tới ngày 13 là 10 ngày. Mình hồi nãy mình chọn bên kia là 1 triệu, tức là 1 ngày 100 ngàn. Thời gian kết thúc bạn chuyển cho Thanh 23, 5, 9. Bạn bấm vô cái số ha, xong rồi bạn gõ trên bàn phím của bạn á thì nó sẽ ra được như vậy. Rồi, đối tượng bạn chọn cho Thanh cái chỗ mà bắt đầu từ chỗ vị trí nè. Bạn chọn cho Thanh là cái tỉnh thành của showroom của bạn, ví dụ như là Hồ Chí Minh. Được chưa?
Rồi, xong rồi bấm chọn, tích vô, chọn ha. Rồi, kéo xuống. Tỉnh khác thì bạn để tỉnh khác nha. Tuổi 25 trở lên, rồi, giới tính nam. Rồi, sở thích. Sở thích thì ở đây bạn có hai lựa chọn, lựa chọn một là tự bạn làm, lựa chọn hai là bạn mua bộ tẹp cho nhanh. Ha, tự làm thì bạn hãy bấm vô phần lướt xem, bạn rà xuống từ nhân khẩu học cho tới sở thích, cho tới hành vi. Đó, nó sẽ có rất là nhiều những cái lựa chọn sở thích, lựa chọn tẹp cho bạn để bạn chọn. Ví dụ bạn có thể chọn là hành vi mua hàng này. Đó, bạn chọn hạng mục rất là nhiều cái bạn coi ha. Đó, quá trời luôn các bạn. Chẳng hạn như là đá banh, đó, mình chọn những người mà là fan bóng đá chẳng hạn, không biết. Chọn cái sở thích nào nó liên quan một xíu. Đó. Ở đây nó có những cái sở thích như là công việc nè, ngành nè. Đó. Tài chính kinh doanh, vận tải, đó. Ví dụ vậy. Ha. À, bất động sản cũng có nữa các bạn, bạn cứ vọc mà sẽ ra ha. Đó là cách một là bạn vọc, bạn tìm như vậy, bạn lướt xem như vậy. À, còn cách thứ hai là gì? Cách thứ hai là bạn mua bộ tẹp. Thì ở đây Thanh có sẵn một cái mẫu tẹp rồi. Tại vì Học viện Vinfield đã chạy rất là nhiều những cái chiến dịch quảng cáo cho ngành ô tô rồi các bạn. À, thì cách nhanh nhất là bạn không cần phải thử nghiệm, không cần phải vọc gì hết. Tự Thanh sẽ cho bạn sẵn cái mẫu có sẵn luôn, nó hiệu quả, nó ra số rồi. Bạn chỉ việc lấy cái đó và bạn copy, bạn dán qua thôi. Bạn copy, bạn dán qua đây nè. Đó là xong ha. Ví dụ như Thanh sẽ cho bạn bộ tẹp tên là Adidas. Đó, chẳng hạn vậy đi. Thì bạn sẽ lấy cái đó và bạn gõ vô đây là xong. Đó. Bộ này á, Thanh chỉ cho bạn cái tẹp chi tiết và đồng thời là nó sẽ có 14 cái clip hướng dẫn này. 14 cái clip hướng dẫn bạn chi tiết. Những bộ tẹp này sẽ được cập nhật liên tục trong suốt quá trình làm. Khi mà có tẹp mới thì Thanh sẽ cập nhật ở đây. Được chưa? Còn hả mà có hả mà có những cái video mới hướng dẫn quy trình lên chiến dịch mới thì Thanh cũng sẽ cập nhật ở đây luôn. Học phí như vậy đang được giảm còn bao nhiêu đây ha các bạn. Rồi. Không biết cái lúc mà bạn vô xem nó bao nhiêu nữa. Nhưng mà hiện tại nó là như vậy. Bạn nào muốn mua thì hãy bấm vào cái đường link bên dưới phần mô tả video này nha. Còn không mua thì mình cứ tiếp tục rồi, mình bỏ qua ha, mình tiếp tục cái phần này nha. Rồi. Mình sẽ chọn vị trí quảng cáo thủ công. Rồi, tắt Instagram, tắt Messenger đi. Nó chọn cái gì đó bấm gỡ ha. Rồi, kéo xuống cuối nữa, bạn sẽ chọn là tối ưu hóa phân phối quảng cáo, bạn chọn là khách hàng tiềm năng. Mà lưu ý là những cái chỗ mà Thanh bỏ qua, Thanh không nói thì bạn hiểu đơn giản cái đó là những cái phần không quan trọng. Những cái mà Thanh dành thời gian nhiều Thanh nói thì nó chính là cái quan trọng nha. Phần target á, cái phần nhóm quảng cáo đó, quan trọng nhất vẫn là cái target các bạn. Target. Đó thì target thì bạn tự vào hoặc là bạn mua cho nhanh. Không có cái gì là miễn phí hết các bạn. Những cái mà chất xám và công sức, thời gian, tiền bạc của HVF bỏ ra, không phải fulfill bỏ ra thì nó nên được trả với cái mức phí tương ứng ha các bạn. Chứ cái gì cũng sẵn thì đâu có đâu. Đó, đâu có ai có khách đưa khách sẵn cho bạn mà chốt sale đâu. Đúng không ạ? Rồi. Mình sẽ chọn là tối ưu phân phối cho quảng cáo nha. Rồi, tiếp tục mình sẽ bấm vào phần này. Rồi, mình sẽ chọn là ghi là QC. Đó là quảng cáo. Đây, và mình sẽ chọn một cái trang tương ứng. Ví dụ Hyundai Việt Nam đi. Rồi. Phần thiết lập quảng cáo bạn hãy chọn cho Thanh là sử dụng bài viết có sẵn. Rồi, mình sẽ bấm vô phần tạo bài viết. Chờ nó 2 giây. Đó, nó hiện ra cái bảng này. Ở đây là cái chỗ để cho mình tạo một cái mẫu quảng cáo. Thì bạn lưu ý giùm Thanh khi mà tạo quảng cáo như vậy á, ngoài cái tệp ra thì cái phần bài viết quảng cáo là một cái rất rất, rất quan trọng nhé. Mà bài viết quảng cáo nó sẽ gồm hai phần. Thứ nhất đó là phần hình ảnh, thứ hai là phần câu chữ. Đó, hình ảnh thì bạn nên chuẩn bị sẵn một cái bộ ảnh, đâu đó là một vài ảnh gì đấy, ảnh thật của dòng xe, được chưa? Còn nội dung á, thì mình sẽ lấy cái mẫu nội dung của đối thủ. Mình sẽ lên trang của đối thủ, mình lấy cái mẫu nội dung quảng cáo của họ, xong rồi mình viết lại hay hơn họ và chất lượng hơn họ, như vậy thì mới dính các bạn. Các bạn thấy cái đoạn này thú vị không? Thanh chuẩn bị cắt máu đó. Mặc dù là clip miễn phí nhưng mà Thanh chuẩn bị cắt máu cái đoạn này á. Nếu mà bạn coi xong mà bạn thấy mà thực sự cái đoạn đó nó hay, nó quá hay đi, bạn hãy bình luận bên dưới hay quá anh Thanh đó, cái đoạn lấy nội dung hay quá anh Thanh đó, để cho Thanh có động lực ha. Thì cái bình luận như vậy đó là động lực rất lớn để Thanh có thể là ra thêm nhiều cái video như thế này nữa trên kênh YouTube Học Viện Vinfield để bạn có thể học thêm ha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nè. Mình sẽ vô cái phần là ảnh. Rồi, bấm vô. Chỉ ra Stores đây. Thanh chuẩn bị sẵn cái bộ ảnh rồi, mình cứ lấy hết rồi bạn mở thôi. Đó, xong hình ảnh ha.
Hình ảnh này Thanh không nói nhiều đâu, tại vì hình ảnh mấy bạn quá quen rồi, mấy bạn có ảnh đẹp hơn Thanh rất nhiều rồi ha. Rồi, còn phần nội dung thì bạn hãy tìm cho mình những cái trang của đối thủ. Tìm cho mình những cái trang đối thủ ha. Bạn cứ gõ ra những cái trang đối thủ là trang gì? Là những cái trang của sale khác trong showroom bạn. À, những cái fanpage của những bạn sale khác trong showroom bạn, hoặc là cũng cái trang Kia luôn, nhưng mà Kia hoặc là Mazda ha, nhưng mà của sale ở các đại lý khác, cái nào cũng được. Thì bạn vô xong rồi bạn kéo xuống một cái chỗ gọi là tính minh bạch của trang, tiếng Anh là base transparent ha các bạn. Bạn chọn xem tất cả. Rồi ở đây kéo xuống nó sẽ có cái phần là đang quảng cáo ha, cái nào có chữ đang quảng cáo là dính các bạn, đang quảng cáo là dính ha. Tiếng Việt nó gọi là đang quảng cáo, đang chạy quảng cáo, còn tiếng Anh nó gọi là display, nó có cái câu là display is currently running ads, đó tức là cũng trang này đang chạy quảng cáo ha. Thì khi có cái chữ này thì bạn hãy bấm vô cho Thanh cái phần mà đi đến thư viện quảng cáo nè, được chưa? Bấm vô thì nó lại ra cái bảng này, đó cũng đúng cái trang hồi nãy luôn các bạn, đó nhưng mà ở dưới đây nó sẽ có cái mẫu quảng cáo của họ, đó có hình ảnh, có câu chữ của họ luôn, đó. Thì mình hãy copy cái nội dung này của họ, copy rồi mình qua chỗ này mình dán, được chưa, được không ạ? Đó, nhưng mà bạn chú ý dùm Thanh, bạn không có lấy nguyên mẫu này nha, vì thứ nhất Facebook nó sẽ cho chiến dịch của bạn hiệu quả kém hơn, vì nó cho rằng bạn lấy một cái mẫu quảng cáo của người ta đó, thậm chí là nó cho bay luôn cái kênh của bạn, bay luôn cái fanpage của bạn, cái tài khoản quảng cáo của bạn đó, nếu bạn lấy của người ta ha. Còn thứ hai là mình lấy của người ta thì khéo xíu đó. Cái ai mà chơi mà lấy hết luôn là đạo văn hoàn toàn trắng trợn như thì nó kỳ các bạn. Mình phải đổi lại. Ví dụ như là ưu đãi gì đấy, Kia Cerato ưu đãi tháng 11 chẳng hạn. Ưu đãi tháng 11 đó. Tổng ưu đãi như như đó bla 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 bla, tặng mấy cái này nè, chương trình khuyến mãi ưu đãi gì, bạn hãy sửa theo cái ngôn ngữ của bạn đi. Đó. Rồi những cái phần quà nè. Rồi cái thông tin về xe nè, bạn sửa lại một xíu ha. Đó, cuối cùng là bạn để thông tin liên hệ của bạn. Ok. Xong xuôi xong hết bạn bấm vô cho Thanh chỗ này thu hút tin nhắn, là ở đây có 3 chỗ nha, một là chọn bộ ảnh, hai là chọn phần câu chữ, và ba là bấm vô phần thu hút tin nhắn. Rồi bấm vô cái nút này, nút sẽ xuống và chọn nút đăng ha các bạn, chọn nút đăng, chờ 2 giây, 1 2 3 4, mấy giây gì đó, chờ xíu các bạn. Rồi đó, như vậy là chiến dịch của bạn, cái phần bài viết nó đã đăng rồi. Bạn nhìn bên tay phải nè, bạn sẽ thấy nè, nó có phần câu chữ đúng không, và phần những cái hình ảnh đúng không ạ, đó những cái hình ảnh các bạn, và có luôn cả cái nút gửi tin nhắn ở đây rồi ha. Như vậy là mình xong được cái phần nội dung rồi, đây là chỉ mới 3/4 thôi. Phần 1 là cái phần nhắm mục tiêu nè, đó phần target á, phần 1 là target là quan trọng nè, phần thứ hai là phần câu chữ, phần thứ ba là hình ảnh nè, bây giờ thứ tư nữa là gì, thứ tư nữa đó chính là cài chatbot. Chatbot á, chat là tin nhắn, bot là con robot. Chatbot có nghĩa là con robot trả lời tự động, có nghĩa là khi mà bạn cài đặt cái này thì bạn robot nó sẽ hỏi câu đầu, khách trả lời một câu, robot hỏi câu 2, khách trả lời, hỏi câu 3, khách trả lời, hỏi câu 4, khách trả lời, cho tới khi mà người ta để lại số điện thoại thì thôi. Khi mà người ta để lại số điện thoại thì bạn biết sao, thì trên Facebook của bạn á, Facebook của bạn mà, bên phần thông báo nè, nó sẽ hiển thị một cái thông tin là anh Duy Thanh vừa mới để lại số điện thoại cho bạn. À, khi đó mình cứ vào trang mình lấy số thôi các bạn, rất là tiện luôn. À, thì làm sao để cài được cái đó? Làm sao để cài được cái đó? Thì Thanh sẽ chỉ cho các bạn ngay tiếp sau đây nha. Rồi, đây, bạn quay lại trình quản lý quảng cáo nha. Kéo xuống cái phần mẫu tin nhắn, chọn cho Thanh tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Rồi bấm vô tạo đoạn chat. Ok, ở đây nó sẽ hiện ra bên trái cho bạn là cái phần cài đặt, bên phải là phần xem trước ha. Thì chatbot thì nó hơn nhau cái kịch bản. Thì kịch bản là tùy vào cái hiểu biết của bạn, cái cảm nhận của bạn về khách hàng, bạn sẽ có những cái kịch bản câu hỏi khác nhau cho nó phù hợp nhất, để làm sao cho người ta để lại số nhiều nhất có thể các bạn. Mà bạn làm cái chatbot này là bạn khỏi phải chăm tay luôn. Tức là thay vì hồi xưa bạn phải nhắn tin từng người, bây giờ là robot nó làm sẵn cho bạn rồi, có số bằng vô bằng chăm thôi. Cho nên chịu khó để ý tối ưu cái kịch bản dần dần giùm Thanh nha. Rồi, mình vô phần tin nhắn chào mừng. Ở đây sẽ ghi là chào anh Mạnh. Rồi ha. Chào anh Mạnh. Đó. Rồi, kéo xuống cái chỗ này. Rồi,
cái chỗ à, anh Mạnh nè, lỡ rồi có xóa đi thì không sao, bạn bấm vô cái phần bên phải nè, nó có thêm nét riêng nè, bạn chọn là tên của người nhận đó, cái thành chào anh Mạnh thấy không. Rồi câu hỏi, câu hỏi bạn đặt bao nhiêu câu cũng được, Thanh chỉ ví dụ một câu thôi. Anh đang quan tâm phiên bản xe nào à? Đó, mình ghi ra những cái phiên bản các bạn. Thanh ghi dấu không được các bạn thông cảm nha. Rồi ví dụ như là Seltos à, số sàn Seltos số tự động vân vân. Những cái đáp án bạn muốn thêm thì bạn bấm vào chỗ này lựa chọn thôi. Nếu thêm thì bạn bấm vô cái chữ thêm lựa chọn này thôi ha. Nhưng mà có một cái đặc điểm là tất cả các câu bạn đều phải chọn là câu hỏi tiếp theo hết nha. Tất cả các đáp án của câu này á. Rồi sau khi xong rồi mình sẽ đến câu thứ hai, câu tỉnh thành. Câu này thì bạn muốn để hay không? Nếu muốn thì để, còn không thì bạn xóa đi. Đó. Và bạn có quyền bấm vô chỗ thêm câu hỏi nè, bạn thêm rất nhiều câu hỏi nếu bạn muốn. Tuy nhiên cho dù nó có nhiều câu hỏi cỡ nào, nó bắt buộc phải có một câu hỏi tên là số điện thoại. Đó, thì mình sẽ cài đặt dưới đây. Anh để lại số điện thoại, em liên hệ tư vấn nha. Đó. Rồi. Nhớ ghi có dấu nha các bạn. Tại Thanh ghi không được nên Thanh mới ghi vậy thôi. Rồi xong. Thì bạn thấy bên phải không? Câu 1 nè, đáp án nè, câu 2 nè, đáp án nè. Đó, và mấy câu hỏi nó tùy bạn. Ok. Xong xuôi mình sẽ còn hai phần nhỏ nữa, đó là phần thông báo hoàn tất và phần chính sách quyền riêng tư. Ở đây nếu mà bạn bấm lưu và hoàn tất nó sẽ báo lỗi ngay. Đó thấy không? Nó báo lỗi ngay tại vì chưa xong mà. Thì mình tiếp tục mình cài đặt thôi. Thông báo hoàn tất. Thông báo hoàn tất là một câu cảm ơn. Cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi. Đó. Rồi. Là người ta để số rồi thì mình cảm ơn người ta thôi. Cảm ơn anh đã để lại số điện thoại đi. Rồi. Ha. Quyền riêng tư, chính sách quyền riêng tư. Lần đầu nếu mà lần đầu bạn tạo chiến dịch đó, thì bạn bấm vào cái chữ xem điều khoản. Nó sẽ cho bạn một cái bảng hiện lên, bạn chỉ cần bấm cái nút gọi là đồng ý, xác nhận gì đó là được, cái nút màu xanh xanh á. Còn trang của Thanh thì Thanh tạo nhiều rồi, Thanh đã chạy nhiều chiến dịch rồi cho nên Thanh không cần phải làm cái này. Được chưa? Rồi, thì tiếp theo còn phần này. Nó báo lỗi, nó báo đỏ nè. Là vì bạn cần phải có một cái đường link. Thì đường link này bạn lấy đường link nào? Bạn ra lại cho Thanh cái fanpage của bạn, bạn lấy đúng cái fanpage của bạn ha. Ví dụ đây là fanpage của Thanh nè, Hyundai Việt Nam nè. Fanpage nãy mà mình chạy mình chọn á. Rồi lấy cái đường link này. Ha. Cái đường link sau chữ facebook.com xuyệt á thì lấy cái đường link đó ha, copy rồi qua đây dán vô. Nếu mà nhanh quá thì bạn tua lại ha, bạn tua lại bạn xem nha, không sao hết tại vì cái này clip xuất bản lên YouTube mà, nên Thanh nói nhanh cho bạn dễ theo dõi, để nhiều quá bạn ngợp bạn sợ. Rồi đặt tên xong xong rồi bấm lưu hoàn tất, chọn hoàn tất, ok, chờ nó một tí xíu, chạy rồi. Nó chạy nó quay như vậy là xong rồi các bạn. Bây giờ mình có bài viết nè. Ở đây mình có phần chat tự động nè. Là xong rồi ha. Bấm nút đăng cái nữa là chiến dịch của bạn xong xuôi luôn. Rồi ở đây mình có thể bấm nút đóng và mình chọn đóng. Thì nó sẽ tắt ra. Quay lại cái trang, cái tab chiến dịch cho Thanh nha. Đó. Khi mà bạn bấm tạo xong chiến dịch, nãy giờ là Thanh chỉnh cho bạn cái quy trình từ đầu tới cuối rồi đó. Tuy nhiên mình chưa có đăng. Bấm cái nút màu xanh ở góc dưới bên phải hồi nãy là đăng. Thì do Thanh làm quá gấp và Thanh làm sơ sơ thôi để cho bạn hiểu cái quy trình, chứ Thanh không có chi tiết từng câu từng chữ, cũng như là phần hình ảnh Thanh cũng không có chuẩn chỉnh nữa, nên Thanh không có đăng. Còn nếu bạn sẽ bấm đăng luôn. Đăng luôn thì ở đây nó sẽ hiển thị cái bảng là đang xét duyệt, tức là Facebook nó cần có thời gian, có thể là duyệt ngay hoặc là nó cần 4 tới 8 tiếng để duyệt cái bài viết của bạn, cái chiến dịch của bạn, coi bạn có vi phạm chính sách hay không, bạn có lấy content của người khác hay không. Đó thì nó sẽ để trạng thái là đang xét duyệt. Thì đang xét duyệt xong một hồi nó sẽ để là đang hoạt động hoặc là đang chạy. Thì khi đó cái cục này nó sẽ xanh lên, nó sẽ xanh toàn bộ luôn, chứ nó không có cái dấu trắng ở giữa đâu. Thì khi đó là chiến dịch của bạn nó bắt đầu chạy và bắt đầu chi tiền rồi các bạn. Vậy là xong á. Ok, cái quy trình nó rất là đơn giản như vậy ha. Thì rất là mong các bạn tới đây các bạn hãy thực hành theo. Các bạn học cho dữ vô, đọc cho dữ, coi cho nhiều vô, nhưng các bạn không thực hành thì cũng như không à. Thì các bạn hãy thực hành đi. Đối với bạn mà chưa bao giờ chạy quảng cáo thì bạn hãy bám vào cái thứ tự của Thanh, cái quy trình nãy giờ Thanh đi để bạn làm theo. Còn đối với bạn mà chạy rồi á, thì bạn hãy xem lại cho Thanh có cái quy trình trước giờ bạn làm á, nó có bị sai, có bị hỏng hay không. Nếu có thì bạn hãy sửa lại. Vì đây là cái quy trình nãy giờ bạn thấy Thanh nói là có mười mấy phút thôi. Đó, thực tế là nó sẽ kéo dài ra khoảng 20-30 phút gì đấy. Bạn thấy rất nhanh đúng không? Đó, còn bình thường bạn làm nhiều khi mất cả tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, hơn nữa đó.
là do cái quy trình của bạn nó chưa tối ưu thôi đó. Rồi nếu mà bạn nào có muốn mua cái bộ tẹp á thì bạn hãy bấm cái nút là bấm vô cái đường link bên dưới phần mô tả nha, cái tẹp mà Thanh có sẵn á, mua làm cho nhanh khỏi mất công thử nghiệm đó. Còn mà bạn nào mà muốn tự làm thì cứ tự làm thôi. Và kết thúc video này, Thanh sẽ cho bạn hai cái clip ở bên trái và bên phải, bạn lựa chọn thử coi có cái clip nào bạn thấy phù hợp hay không để bạn xem tiếp nha. Rồi ok, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.